hơn 2.100 lính Ukraine tử trận trong vòng 24 giờ qua. Ukraine triển khai tối hậu thư gây sức ép với Nga. Triều Tiên nói sẽ biến biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài vĩnh cửu. Israel không kích dồn dập, Liban và Syria hứng bão lửa. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Hơn 2.100 lính Ukraine tử trận trong vòng 24 giờ qua. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, các cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra tại các khu vực nóng như Kharkov, Kupiansk, Lozovaya, Seversk, Khurakhovo, Derzhinsk, Selidovo và các vùng lân cận khác. Các nhóm tác chiến Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, tiêu diệt sinh lực và phá hủy vũ khí trang bị của đối phương. Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây tổn thất cho ba lữ đoàn Ukraine tại khu vực Kharkov, tiêu diệt gần 45 binh sĩ và phá hủy ba lựu pháo D-30-122mm. Các cuộc giao tranh ác liệt tập trung vào các khu vực Lipsi, Rusakaya, Lozovaza và Volchansky-Khutora. Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo về một đòn tấn công thành công tiêu diệt 460 binh sĩ Ukraine, các cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới 14. 44 và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị đẩy lùi gần các điểm nóng như Kupiansk, Lozovaya. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy 6 kho đạn, một xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất và nhiều hãng pháo nặng, bao gồm M119 và M198. Nhóm tác chiến phía Nam ghi nhận số thương vong cao nhất của phía Ukraine với 965 lính thiệt mạng trong một ngày. Các cuộc đụng độ diễn ra tại nhiều điểm như Sovoks, Khurakhovo, Katerinovka. Lực lượng Nga đã phá hủy 4 kho đạn và một trạm tác chiến điện tử Anlav Nhóm tác chiến trung tâm tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine, gây thương vong cho 530 lính Ukraine. Các cuộc giao tranh ác liệt xảy ra xung quanh khu vực Dzerhins, Selidovo và Peresky. 10 đợt phản công của các lữ đoàn cơ giới và lữ đoàn tấn công Ukraine đã thất bại. Bên cạnh thương vong về nhân lực, lực lượng Nga phá hủy 4 liệu pháo và nhiều phương tiện cơ giới nhóm tác chiến phía đông ghi nhận 105 binh sĩ Ukraine tử vong do tranh diễn ra gần Storovheyo và Dobrovol, nơi lực lượng Nga cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Trong số những thiết bị bị phá hủy, có một xe bọc thép M113 và một hệ thống pháo tự hành Kasa của Pháp. Nhóm tác chiến đền báo cáo đã loại bỏ 55 lính Ukraine và phá hủy 3 kho vật liệu quân sự ở các khu vực thuộc vùng Japorizhia và Kherson các cuộc tấn công được thực hiện xung quanh Palovka và Kamisani gây tổn thất thêm cho quân đội Ukraine. Ukraine ra tối hậu thư gây sức ép với Nga Phát biểu tại Hội đồng châu Âu ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã khởi xướng một gói biện pháp gian đe phi hạt nhân trên lãnh thổ của mình để gây sức ép buộc Nga phải đàm phán cũng như để tự vệ trước các hành động xâm lược trong tương lai ông zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trước hội đồng châu âu với điểm chính tập trung vào dân đe phi hạt nhân đối với nga ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa dân đe trên lãnh thổ của mình để buộc nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của nga nếu đàm phán bị khước từ tổng thống zelensky nhấn mạnh chúng tôi đã chia sẻ mọi thông tin chi tiết đối với các đối tác của mình như mỹ anh pháp đức italia Chúng tôi mong muốn chia sẻ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào sẵn sàng ủng hộ Ukraine. Ông cũng khẳng định Ukraine sẽ chỉ áp dụng gói gian đen nếu Nga không chấm dứt chiến tranh. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã trình bày chi tiết kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Kế hoạch này cũng đã được chia sẻ với các đối tác nước ngoài của Kiev, bao gồm 5 điểm chính là việc mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tăng cường phòng thủ, kiềm chế Nga, tăng cường tiềm năng kinh tế chiến lược và thay thế lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu bằng các đơn vị của Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Triều Tiên nói sẽ biến biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài vĩnh cửu. Theo RT, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, đầu tuần này, quân đội Bình Nhưỡng đã phá nổ các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 mét dọc theo phần phía đông và phía tây của biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và động thái này là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn theo từng giai đoạn giữa hai miền Triều Tiên. Hãng thông tấn trích lời một đại diện của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để biến biên giới phía nam bị chặn thành một pháo đài vĩnh cửu. Trước đó, hôm 15 tháng 10, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc JCS báo cáo rằng Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường ở phía bắc, đoạn đường phân định quân sự giữa hai nước KCNA cho biết việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là quốc gia hoàn toàn thù địch. Thông tin trên là sự xác nhận đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về việc sửa hiến pháp theo hướng chính thức định nghĩa Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Diễn biến này diễn ra sau cuộc họp tuần trước của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, được cho là nhằm mục đích sửa đổi văn bản pháp luật cao nhất này. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên vào tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên từ bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi sửa đổi hiến pháp để có thể tuyên bố quốc gia láng giềng là một quốc gia riêng biệt, thù địch. Hãng thông tấn Triều Tiên cũng cho biết thêm rằng đây là những phản ứng trước tình hình an ninh nghiêm trọng đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh khó lường do những hành động khiêu khích quân sự, chính trị nghiêm trọng. Tuần trước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã gửi máy bay không người lái thả tờ rơi tuyên truyền chống phá nhằm vào Bình Nhưỡng ba lần chỉ trong tháng này. Mặc dù Seoul không xác nhận, cũng không phủ nhận các chuyến bay, nhưng cảnh báo rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu họ trả đũa bằng cách nhắm vào Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lần đầu tuyên bố sẽ cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt liên triều sau cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc cách đây vài tuần mà nước này mô tả là cuộc tập trận chiến tranh khiêu khích. Kể từ đó, quân đội Triều Tiên đã tăng cường củng cố biên giới bằng pháo binh tiền tuyến, các đơn vị quân đội, min và rào chắn. Israel không kích dồn dập, Liban và Syria hứng bão lửa. Ngày 17 tháng 10, một cuộc không kích đã xảy ra gần thành phố ven biển Tyre của miền nam Liban sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán đối với những người dân trong và gần một tòa nhà ở Anhors, ngay phía nam thành phố. Cơ quan thông tấn quốc gia chính thức của Liban đưa tin máy bay nước ngoài đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào khu vực al -Hors. Trước đó, cùng ngày, quân đội Israel đã kêu gọi người dân rời khỏi một số khu vực mà Ten Avi cho là thành trì của phong trào Hezbollah ở miền đông và miền nam Liban, kèm cảnh báo các lực lượng Israel sẽ lại nhắm vào mục tiêu của những khu vực này. Các thông báo sơ tán đã được đưa ra đối với những người dân tại các khu vực cụ thể của tỉnh Bekaa ở miền đông và thành phố Tyre miền nam. Cả hai khu vực này thường xuyên bị máy bay chiến đấu của Israel tấn công. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adra nhấn mạnh cảnh báo khẩn cấp tới người dân ở khu vực Bekaa, đặc biệt là những người sống trong tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ ở khu vực Tamin lực lượng phòng vệ israel idf sẽ nhắm mục tiêu đến các cơ sở mà họ cho là có liên quan đến hezbollah gần khu vực này trong tương lai gần sau đó người phát ngôn andre đã đăng hai khuyến cáo kêu gọi sơ tán khác đối với người dân ở các khu vực saran ataha và safri lân cận cũng thuộc khu vực bk quân đội israel còn ban hành lệnh sơ tán đối với người dân ở khu vực anhor gần thành phố thai cùng ngày truyền thông nhà nước syria đưa tin một cuộc không kích của israel đã gây hỏa hoạn ở thành phố ven biển latakia theo hãng thông tấn sana lực lượng phòng không syria đã đánh chặn các mục tiêu trên không và các đám cháy đã bùng phát ở lối vào latakia thành phố quê hương của tổng thống syria basa al assad Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết một cuộc không kích nhằm vào một kho vũ khí trong thành phố. Cũng trong ngày 16 tháng 10, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENCOM đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí của phong trào Houthi ở Yemen. Iran cảnh báo tấn công trực diện nếu Israel phản kích theo Reuters, căng thẳng tại Trung Đông leo thang khi tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami ngày thứ Năm đã cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân đội Israel gia tăng các đợt không kích tại Liban nhắm vào lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn hơn trong khu vực càng gia tăng khi Israel dự kiến sẽ phản công vụ tấn công tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10 Cuộc tấn công của Iran được cho là để đáp trả không kích trước đó của Israel vào lực lượng thân Iran. Chúng tôi cảnh báo các ông, nếu các ông tấn công bất kỳ mục tiêu nào, chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ vào chính điểm đó. Salami tuyên bố trên truyền hình, khẳng định Iran đủ sức vượt qua hệ thống phòng thủ của Israel. Trong bối cảnh này, nhiều đồn đoán cho rằng Israel có thể thực hiện các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân, hoặc các địa điểm dầu mỏ quan trọng của Iran, những mục tiêu nước này từng nhiều lần đe dọa, Nga đã lên tiếng cảnh báo Israel không được tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryakov được Tass dẫn lại. Giữa vòng xoáy ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arafchi đã có chuyến thăm Cairo và gặp Tổng thống Ai Cập Adel Fattah al-Sisi. Phía Ai Cập tái khẳng định lời kêu gọi kiềm chế leo thang để ngăn chặn xung đột lan rộng. Tuy nhiên, Israel không có dấu hiệu giảm cường độ tấn công, tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào cả Hezbollah ở Liban lẫn Hamas tại Gaza, đồng thời khẳng định sẽ trừng phạt Iran vì hành động khiêu khích. Ngày thứ Năm, không quân Israel đã oanh tạc khu vực phía Bắc Gaza khiến 19 người Palestine, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng tại một trường học thuộc trại tị nạn Jabalia, nơi nhiều người dân di tản đang trú ẩn. Bộ Y tế Gaza cho biết đây là một thảm kịch nghiêm trọng. Quân đội Israel khẳng định cuộc tấn công nhắm chính xác vào điểm gặp gỡ của lực lượng Hamas và Jihad Hồi giáo. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận việc sử dụng trường học làm căn cứ quân sự. Trong khi đó, người dân Gaza đang kiệt quệ trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng giữa đống đổ nát. Saudi Arabia hối thúc Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, ngày 17 tháng 10, đại sứ Saudi Arabia tại Anh Khalid bin Banda Assad đã kêu gọi chính phủ Mỹ đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho Israel nếu viện trợ nhân đạo bổ sung không đến được giải Gaza. Đại sứ Saudi Arabia đã hối thúc Mỹ thực hiện các cảnh báo mà Washington đưa ra gần đây với chính quyền Ten Avi, cũng như thực hiện lời kêu gọi trên nếu Riyadh không được phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza trong vòng 30 ngày tới. Ông nhấn mạnh, không quốc gia nào trên thế giới có thể tác động đến quyết định của Israel nhiều hơn Mỹ. Ngoài ra, nhà ngoại giao này đã đánh giá hành động leo thang quân sự của Israel không đưa khu vực Trung Đông đến gần hơn với hòa bình và ổn định, mà ngược lại còn khiến Israel gặp nguy hiểm hơn so với những thập kỷ trước. Trước đó, ngày 14 tháng 10, truyền thông Israel đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer cảnh báo sẽ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza không được giải quyết trong vòng một tháng. Trong diễn biến cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Arabchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Adel Fatah al-Sisi tại Cairo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Iran tới Cairo sau nhiều năm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông giữa bối cảnh lo ngại về cuộc đối đầu quân sự lớn hơn trong khu vực với Israel. Tại cuộc gặp, tổng thống acc đã nhắc lại lời kêu gọi của ai cập về việc ngừng leo thang để ngăn chặn cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực về phần mình ngoại trưởng arafchi không đề cập nhiều tình hình trong khu vực thay vào đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực tìm hiểu triển vọng phát triển quan hệ song phương giữa iran và ai cập căng thẳng tại trung đông đang lên cao khi israel tuyên bố sẽ có động thái quân sự đối với iran để trả đũa vụ tấn công hàng loạt bằng tên lửa đạn đạo tehran vào ngày 1 tháng 10. Bên phía Iran, ngày 17 tháng 10, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami cũng đã cảnh báo sẽ đáp trả Israel nếu nước này tấn công các mục tiêu của Iran. Hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn tin từ Sergei Lebedev, sĩ quan liên lạc của Tổ chức Tình báo ngầm Nga cho biết, tổ chức này đã phát hiện một nhóm sĩ quan nước ngoài và binh sĩ Ukraine tại khu vực cảng Odessa, miền nam Ukraine binh chủng tên lửa chiến thuật Nga được hỗ trợ bởi thông tin tình báo chính xác đã tấn công khu vực cảng Odessa khiến còi báo động vang lên suốt đêm. Oleg Kiber, chỉ huy trưởng quân sự vùng Odessa của Ukraine thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng cảng. Theo ông Sergei Lebedev, sĩ quan liên lạc của Tổ chức Tình báo ngầm Nga đã tiết lộ điều nghiêm trọng hơn nữa, đó là tất cả các sĩ quan nước ngoài và Ukraine nói tiếng Anh có mặt tại khu vực giữa hàng ở cảng đều đã bị thiệt mạng bởi tên lửa của Nga. Giờ đây, có thể Nga không còn quan tâm đến phản ứng của NATO nữa. Những lực lượng nào bị nghi ngờ là lính Mỹ, Anh hay Pháp nói tiếng Anh cũng sẽ ngay lập tức sử dụng tên lửa Iskander để tiến hành tấn công phẫu thuật. Nga thậm chí không tính đến hiệu quả chi phí mà chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ. Tin tức của Tổ chức Ngầm Nga cho biết, mục tiêu tấn công của tên lửa đạn đạo Iskander-M là bến cảng số 8 tại khu vực cảng thương mại Odessa. Khi đó, tại cảng có tàu chở hàng Luna treo cờ Panama đã cập bến, chờ để bốc dỡ hàng. Quân đội Ukraine ban đầu dự định sử dụng số đạn pháo này để tiếp viện cho lực lượng đang phòng thủ ở mặt trận Donbass. Nhưng mọi chuyện đã không như tính toán của họ, khi vũ khí, đạn dược của phương Tây chưa kịp rời khỏi tàu đã bị tên lửa Nga phá hủy. Quân đội Nga tin rằng lần này họ đã đánh trúng thành công tàu vận tải vũ khí. Đây là lần thứ tư trong tháng qua, tên lửa của Nga bắn trúng tàu chở hàng nước ngoài ở Odessa. Nó cũng gây thiệt hại cho một tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Ukraine. Gần đây, Quân đội Nga gần như hàng ngày tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa, không chỉ tấn công các nhà kho mà còn tấn công cả các tàu chở hàng quân sự. Chính quyền địa phương xác nhận những con tàu đến nhưng cấm công bố những bức ảnh về các vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy, sử vũ khí và mười phương tiện của Ukraine, trong đó có cả xe tăng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy một cơ sở của Ukraine chuyên sản xuất và sửa chữa xe bọc thép tại thành phố Cảng Nikolaev. Quân đội Nga đã công bố video cho thấy 5 tên lửa tấn công cùng một địa điểm vào ban đêm. Mục tiêu là khu công nghiệp bên cạnh một cảng ở Nikolaev, thành phố được xây dựng ở phía nam sông Bớk, cách biển đen khoảng 60 km. Bộ này cho biết các tên lửa đã tấn công 5 xưởng và phá hủy 10 vũ khí hạng nặng của Ukraine, trong đó có 6 xe tăng cơ quan phản ứng tình huống khẩn cấp Ukraine cho biết, một cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga vào ban đêm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hồi đầu tháng 10 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander tại một cảng của Ukraine ở vùng Odessa nhằm vào một con tàu đang bốc rỡ vũ khí mà Nga cho rằng châu Âu đã cung cấp cho Ukraine. Ngày 17 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại tỉnh Kursk, quân Nga đã ngăn chặn 9 cuộc phản công cũng như tấn công vào các cứ điểm của Ukraine tại Zelenskyak, Lubimovka, Novoy Novoivanovka, Plekhovo, Malaya, Lopnya và Novibut. Hậu quả là Ukraine mất hơn 350 quân, 21 xe bọc thép, 7 ô tô và 5 khẩu súng cối bị phá hủy. Theo hãng thông tấn TASS, bộ này cũng cho biết quân Nga đã giành được hai làng ở vùng Donbass là Krasnaya và Neskoye. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến. Trong đó, nhóm tác chiến phía Tây, nhóm tác chiến trung tâm và nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Nam tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và ngăn chặn 7 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư tại tỉnh Donetsk. Hậu quả là 710 lính Ukraine thương vong, hai xe bán tải và một khẩu pháo bị phá hủy. Nhóm chiến đấu trung tâm gây thiệt hại cho các lưu đoàn Ukraine gần các khu định cư Vizhnovoe, Novoselidovka, Dzerzhinsk, Vozhenka, Selidovo và Sukhaya Barka tại tỉnh Donetsk. Những cuộc giao tranh này đã khiến 465 lính Ukraine thương vong cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư như Kubiansk, Novosinovo, Berestovoye, Zernigai và Glushkovka ở tỉnh Kharkov. Hậu quả là Ukraine mất 430 lính, một xe tăng, hai xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo. kênh lực lượng Moscow đã giành lại phía đông Lubimoka. Cùng lúc đó, tại Kremanoe, các đơn vị xung kích Nga đã tiêu diệt một xe tăng Ukraine. Tại quận Luskovo, không có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận. Quân đội Nga đang chiến đấu trên các tuyến tiếp cận Novibut, còn đối phương đã tổ chức một tuyến phòng thủ mới ở phía nam đường dây xe lửa. Tại quận Korenovo, phía Nga đã xâm nhập phía đông Lubimoka. Điều này được xác nhận bằng hình ảnh tại tiền tuyến các đội hình của AFU đã tấn công Zeleny từ Novoy Vanovka nhưng bất thành. Đồng thời, con đường giữa Zeleny Lubimovka đã bị giải mìn dày đặc, khiến đợt tiến công của quân đội Nga trong khu vực này chậm khi phải chờ các đơn vị công binh giả phá bom mìn. Nhiều nguồn tin tại địa phương cho biết, quân đội Nga đã tập kích một đoàn xe bọc thép AFU đang di chuyển từ Svedikovo về phía Zeleny Cuộc tấn công được thực hiện bằng pháo phản lực Torado cũng như tên lửa Iskander-M. Ở quận Sutha, tình hình tuyến Komakop, Agronom không thay đổi. Về phía Nam, AFU đã phát động một cuộc tấn công ở Plekhovo để đánh bật phía Nga khỏi các vị trí chiếm trước đó gần sông Bes, nhưng thất bại. Tại vùng Sumy, không quân Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng hậu phương của AFU ở Junakovka, Miropole, Alexandria. UAV Gerard 2 đã tấn công các mục tiêu ở Artika. AFU ở phía Bắc và phía Nam khu vực Kursk bị chia thành hai phần phần phía Bắc có nguy cơ bị bao vây, buộc lực lượng AFU ở phía Nam phải nhanh chóng đưa ra biện pháp giải cứu những đơn vị bị mắc kẹt hoặc ngăn chặn quân đội Nga ở phía Đông Cherkasky, Borezhny, Martinovka. Các ngôi làng Viktorovka, Stara Soroshina và Lyshaki đã được Nga kiểm soát, gián tiếp xác nhận việc khép lại vòng vây từ phía Nam. Thực tế, AFU đã bỏ lỡ cơ hội rút lui tương đối an toàn. Điều này không có nghĩa là cuộc giao tranh sẽ sớm kết thúc. Ngược lại, Cuộc chiến có thể khốc liệt hơn khi các đơn vị AFU buộc vào thế sống chết. Cùng với đó, những cơn mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn, điều này mang lại cho Nga lợi thế về địa hình và trang bị quân sự phù hợp. Thực đền SGS, hai ngôi làng Viktorovka, Staraya Srochina và trang trại Lyshaki đã được quân đội Nga giải phóng và sắp khép vòng vây nhóm quân Ukraine tại Bắc Kursk nếu không kịp rút chạy. Rất có thể toàn bộ cụm AFU gồm 1 đến 2 lữ đoàn cùng vài nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện cơ giới ở phía bắc vùng Kursk sẽ bị bao vây. Theo tờ Brada, tiểu đoàn tấn công độc lập số 225 của Ukraine cho hay trận chiến diễn ra ở vùng Kursk của Nga. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng xe bọc thép nhưng bị xe tăng của chúng tôi chặn lại và phá hủy. Những người lính Nga còn sống sót trở thành tù binh để trao đổi. Tiểu đoàn 225 thông báo. Ukraine đã bất ngờ tấn công vùng biên giới Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Sau đó vài ngày, Kiev tuyên bố đã chiếm đóng khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Từ đầu tháng 9, Nga đã bắt đầu phản công và giành lại một số khu vực bị quân đội Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, binh lính Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến ở Kursk, bất chấp những nỗ lực đột phá của quân đội Nga. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky, Nga đã điều động khoảng 50.000 binh sĩ từ các mặt trận khác tới Kursk. Phóng viên chiến trường Nga Alexander Kost vừa qua đăng video từ thiết bị bay không người lái cho thấy pháo phản lực nhiệt áp tos 1 a tập kích vị trí của quân đội Ukraine. Thời gian và địa điểm ghi hình cụ thể không được tiết lộ. Đây là hình ảnh đầu tiên cho thấy tổ hợp tos 1 a khai hỏa loại đạn mới. Tôi sẽ không nêu đặc tính kỹ thuật của nó vì thông tin chưa được công bố. Tuy nhiên, tầm bắn và diện tích bao phủ của loại đạn này đã tăng đáng kể, phóng viên Nga cho hay. Kost nói rằng, hệ thống TOS 1A nguyên bản chỉ đạt tầm bắn 6 km, buộc các kíp vận hành vượt quãng đường 3 đến 4 km để tới vị trí khai hỏa và dễ hứng chịu hỏa lực của đối phương. Loại đạn mới giúp tổ hợp TOS 1A không phải chịu rủi ro lớn như trước. Các đơn vị tham chiến tại mặt trận Kubiansk thuộc tỉnh Kharkov đánh giá cao ưu điểm này, ông nói. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên kênh Telegram cho biết, rocket mới của tos 1 a Nga có tầm bắn tối đa 15 km, gấp 2,5 lần so với phiên bản gốc. Điều này giúp các tổ hợp pháo phản lực lùi xa tiến tuyến, tránh nguy cơ hứng đoàn tập kích của đòn tự sát Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Kênh truyền hình Nga-Russia 24 mới đây công bố hình ảnh được phóng viên hiện trường ghi lại ở tỉnh Kursk, cho thấy tháp pháo xe tăng Challenger 2 của Ukraine nằm dưới đất, giữa một và rừng. Phần nóc và phía sau tháp pháo đã bị xé toạc, chỉ còn lại mặt trước, cụm nòng pháo và một phần sườn bộ phận này. Theo một trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, cho biết tháp pháo này là của chiếc Challenger 2 bị máy bay không người lái tự sát lan xét tập kích gần làng Setukovka, tây nam tỉnh Kursk và hồi giữa tháng 8. Wagonjo, kênh Telegram ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu lượt theo dõi, cho rằng Challenger 2 có chung điểm yếu với các xe tăng hệ Liên Xô như T-64, T-72, T-80 và T-90. Nó dùng đầu đạn và liều phóng tách rời, phần lớn nằm ở khoang chứa trong thân, khiến xe tăng trở thành thùng thuốc nổ trên bánh xích, tài khoản này viết. Một số chuyên gia đánh giá, khoang đạn trong thân là vị trí được bảo vệ tốt nhất trên xe tăng vì có nhiều lớp giáp kiên cố bao bọc xung quanh và khó bị bắn trúng hơn tháp pháo. Tuy nhiên, nếu đạn xuyên giáp của đối phương đánh đúng vị trí này, các đầu đạn và liều phóng bên trong sẽ phát nổ dữ dội, thậm chí dẫn đến hiện tượng nổ bay tháp pháo. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu tại Verkhovna Rada Ukraine và trình bày kế hoạch chiến thắng bao gồm 5 điểm, trong đó nhấn mạnh việc Ukraine cần nhận được lời mời gia nhập NATO trong thời gian tới. Tuy nhiên, Verkhovna Rada Ukraine tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch của ông Zelensky. Phó Chủ tịch Verkhovna Rada Ukraine Alexei Grocharenko gọi tất cả những gì ông Zelensky nói là những lời chống rỗng. Ông lưu ý, kế hoạch này rất phi thực tế. Theo đó, Ukraina rất mong muốn tất cả những điều trên, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận trên tình hình thực tế. Phó Chủ tịch Rada Ukraina Artem Dmitryk cho rằng, Bản thân Zelensky và ekip của ông này không tin vào chiến thắng của Kiev và khả năng gia nhập NATO. Họ chỉ muốn kéo dài nhiệm kỳ nắm quyền của mình. Ông Dmitrov nói rõ, tại cuộc họp kín sau bài phát biểu, ông Zelensky không thể trả lời một câu hỏi nào. Một video gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một trại huấn luyện của Nga tại Ukraine bị phá hủy bởi bom chùm được phóng từ hệ thống HIMARS. Hệ thống pháo HIMARS mà Ukraine đang sử dụng đã chứng minh khả năng tấn công mạnh mẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết, đặc biệt khi kết hợp với bom chùm để nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Một video gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội X đã ghi lại cảnh một trại huấn luyện của Nga tại Ukraine bị phá hủy bởi bom chùm được phóng từ hệ thống pháo HIMARS. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ tàn phá và độ chính xác của loại vũ khí này trên chiến trường và đặc biệt nhấn mạnh vai trò chiến lược của chúng trong các hoạt động quân sự của Ukraine. Bom chùm là loại đạn dược đặc biệt được thiết kế để giải phóng nhiều đạn phụ khi va chạm, khiến chúng có thể gây ra thiệt hại lớn cho các mục tiêu trải rộng trên một khu vực lớn. Chúng thường được sử dụng trong các cuộc tấn công vào những nơi có lực lượng quân sự đông đảo hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược của đối phương, như các trại huấn luyện, bãi đậu xe quân sự hoặc các căn cứ chỉ huy. Tuy nhiên, bom chùm không chỉ là vũ khí gây hủy diệt mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều lo ngại về rủi ro đối với dân thường. Khoảng 40% đạn phụ của bom chùm có thể không phát nổ ngay khi va chạm. Điều này tạo ra mối nguy hiểm tiềm ẩn trong thời gian dài giống như mình. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.